Sáng ngày 1 tháng 8, tại km 6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công ty cổ phần TACO phối hợp với Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khánh thành dịch vụ thu phí tự động ETC trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa việc thu phí tự động trên tuyến cao tốc nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và nhà thầu là công ty cổ phần TASCO đã triển khai lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. Để hoàn thành đúng tiến độ, các đơn vị đã nỗ lực cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, có tổng chiều dài 264 km, có điểm nối từ Nội Bài đến thành phố Lào Cai. Được hoàn thành vào tháng 9 năm 2014, mỗi ngày có trung bình từ 17.000 đến 20.000 lượt phương tiện lưu thông. Riêng đoạn qua tỉnh Yên Bái có chiều dài 83 km, hiện tại có hai nút giao IC12 xuống thành phố Yên Bái và nút giao IC14 xuống huyện Văn Yên. Việc đưa hệ thống thu phí ETC cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào khai thác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giao thông từ các tỉnh Tây Bắc về thủ đô Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiện ích cho phương tiện lưu thông, đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước, giảm ùn tắc, minh bạch và rút ngắn thời gian lưu thông. Trước đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng tích cực triển khai công tác gián thẻ, mở tài khoản thu phí cho các chủ phương tiện tại địa bàn các tỉnh nhằm tạo thuận lợi và cung cấp các gói ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Đồng thời triển khai diễn tập xử lý các sự cố tình huống trong vận hành khai thác hệ thống thu phí ETC nhằm đảm bảo công tác thu phí ETC được an toàn thông suốt. Từ hôm nay, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc. Nếu không chấp hành sẽ bị xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.